ta sẽ chơi gì hôm nay nhỉ? Hãy cùng tìm hiểu xem có những thiết bị đặc biệt nào. Các dịch vụ khẩn cấp. Xe cứu thương. Xe cứu thương. Xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa. Xe cảnh sát. Xe cảnh sát. Trực thăng chữa cháy. Trực thăng chữa cháy. Thuyền cứu hộ. Thuyền cứu hộ. Thiết bị đặc biệt. Máy cẩu. Máy cẩu. Máy xúc. Máy xúc. Máy gặt. Máy gặt. Xe lu. Xe lu. Máy kéo. Máy kéo. Thiết bị quân sự. Xe tăng. Xe tăng. Xe tăng. Xe bọc thép chở quân. Xe bọc thép chở quân. Máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu. Tàu khu trục. Tàu khu trục. Súng thần công. Súng thần công. Hãy sửa chữa nào. Thuyền cứu hộ. Xe cứu thương. Xe cứu hỏa. Trực thăng chữa cháy. Máy gặt. Máy kéo. Máy xúc. Máy cẩu. Máy bay chiến đấu. Xe bọc thép chở quân. Tàu khu trục.
Súng thần công. Đặt mọi người với các phương tiện khác nhau vào các phương tiện. Người lái máy gặt. Phi công chiến đấu. Người lái trực thăng cứu hộ. Cứ thế nhé. Người lái xe tăng. Người lái máy kéo. Cảnh sát. Đừng dừng lại. Người lái máy kéo. Người lái xe bọc thép. Nhân viên y tế. Chúng ta đã làm được rồi. Cảnh sát. Thuyền trưởng. Người lái xe cần cẩu. Chúng ta cần rửa máy kéo. Xong. Chúng ta cần rửa máy bay chiến đấu. Chỉ thế thôi. Hãy rửa nào, thuyền cứu hộ. Bạn đang làm thật tốt. Đổ đầy máy bay chiến đấu. Bơm. Chỉ thế thôi. Bây giờ chúng ta cần làm đầy nó. Máy xúc. Nhấn để bơm. Tuyệt vời. Đổ đầy xe lu. Bơm. Xong. Ghép các phương tiện với bóng của chúng. Ghép hình. Xe cứu thương.
xe cứu hỏa. Xe cảnh sát. Trực thăng chữa cháy. Thuyền cứu hộ.